Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 6 tháng 1 năm 2024, thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã kết thúc điều tra vụ án, đề nghị truy tố Trần Thị Ngọc Trinh, người mẫu Ngọc Trinh về tội gây dối trật tự công cộng và Trần Xuân Đông về tội gây dối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trước đó, ngày 19 tháng 10 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra, phòng PC01, công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Ngọc Trinh về tội gây dối trật tự công cộng, đối với Trần Xuân Đông về tội gây dối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ 3 xe mô tô không rõ nguồn gốc, một flycam và phương tiện phục vụ hành vi gây dối trật tự công cộng của bị can, nhiều giấy tờ xe giả và nhiều thiết bị điện tử là tăng vật liên quan vụ án. Kết thúc điều tra, ngày 6 tháng 1 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra phòng PC01 đã ban hành kết luận điều tra vụ án đề nghị truy tố Trần Thị Ngọc Trinh về tội gây dối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự và Trần Xuân Đông về tội gây dối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức theo Điều 341 Bộ Luật Hình sự. Quá trình làm việc với cơ quan công an, trần thị ngọc trinh trần xuân đông đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật